Sau nhiều năm thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, gần đây một bộ phận người dân ý thức được rằng sau bậc học trung học cơ sở có thể cân nhắc việc định hướng cho con em mình học tập tại các trường nghề nhằm trang bị trình độ chuyên môn kỹ thuật, sớm tham gia vào thị trường lao động. Công tác tuyển sinh hệ trung cấp tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng khởi sắc. Mô hình giáo dục đào tạo 9 cộng và đặc biệt là chương trình phổ thông cao đẳng đang dần trở thành xu hướng mới, nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Mùa tuyển sinh năm 2023 đã bắt đầu. Để thu hút học viên, các trường nghề đưa ra nhiều ngành nghề đào tạo đa dạng, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hệ thống giáo dục quốc dân cung cấp 3 lựa chọn cho học sinh sau hoàn thành chương trình trung học cơ sở: tiếp tục con đường học vấn, vào các trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục, vừa học vừa làm, hệ giáo dục thường xuyên và học nghề tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp cao đẳng nghề. Những năm gần đây, nhà nước có những chủ trương, chính sách khuyến khích học nghề với mong muốn tạo ra nhiều sự lựa chọn cho các bậc phụ huynh. Học sinh ở Bà Rịa Vũng Tàu từ năm học 2023-2024, phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic, đơn vị trực thuộc tổ chức giáo dục FPT dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại địa chỉ trường cao đẳng dầu khí cơ sở Bà Rịa. Trường đang tuyển sinh với quy mô dự kiến là 500 học viên, với các chuyên ngành như công nghệ thông tin, digital marketing, quản trị khách sạn, logistics, thiết kế đồ họa, phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic. Tuyển sinh bằng hình thức stack học bạ dựa vào điểm trung bình của cả năm học lớp 9. Khi mà triển khai dự án tại địa phương thì riêng cao đẳng FPT Polytechnic thì đang đào tạo luôn, hướng tới là chương trình đào tạo phù hợp với nguồn nhân lực tại địa phương đó. Hiện tại thì sau công tác phân luồng thì cũng được sự đón nhận của phụ huynh và học sinh rất nhiều. Thì một số phụ huynh thì quan tâm là vì muốn cho con thêm lựa chọn ngành nghề tại địa phương, vì FPT cũng là có thương hiệu. Là một số bạn thì muốn về đây để có một môi trường học tập kết hợp giữa việc học tập và các hoạt động trải nghiệm. Tương tự những cơ sở ở các tỉnh thành khác trên cả nước, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phương châm chủ đạo của phổ thông cao đẳng FPT Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là học nhanh làm sớm và thực học thực nghiệm. Sinh viên của trường được trải nghiệm phương pháp học đổi mới, vừa học kiến thức phổ thông song song với kiến thức chuyên ngành, chỉ học 4 môn văn hóa, không đặt nặng lý thuyết, 70% thực hành, 30% lý thuyết, tập trung vào việc thực hành và đào tạo thêm nhiều kỹ năng mềm cần thiết, đồng thời được học các môn nghệ thuật như dancing, hội họa. Mình cũng xác định là bé nhà mình học lực cũng trung bình thôi, mà xác định mà học cấp 3 thì cũng vất vả, mà là con gái nữa nên mình cũng định hướng rằng nếu mà học cho bé một cái nghề sớm cũng tốt hơn. Thì sau khi tìm hiểu cái môi trường FPT ấy, thì chị cũng thấy là quản lý học sinh rất tốt, mà trường cũng có cái bề dày kinh nghiệm đào tạo từ lâu rồi nên mình cũng rất tin tưởng. Cùng với trường phổ thông cao đẳng FPT, từ năm học tới, toàn tỉnh sẽ có tất cả 8 trường nghề tuyển sinh hệ trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở với quy mô tuyển sinh khoảng 3.380 học viên. Tại trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc năm 2023, nhà trường dự kiến tuyển sinh 420 chỉ tiêu hệ trung cấp, tăng khoảng 70 chỉ tiêu so với năm 2022. Tập trung vào 5 ngành nghề gồm điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, kế toán doanh nghiệp và quản gia. Theo Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được miễn học phí. Vì vậy, học viên học tập tại trường nghề này sẽ được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Phú Mỹ thanh toán hoàn trả học phí cho học sinh sau khi nộp cho cơ sở đào tạo. Nhằm giúp học viên liên thông lên cao đẳng đại học, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tại trường có thể đăng ký học song song chương trình trung cấp và chương trình văn hóa bổ trợ với hai sự lựa chọn: học nghề, học văn hóa, 4 môn. Khi ra trường có chứng chỉ đã hoàn thành xong chương trình phổ thông, học viên có thể liên thông trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Và học nghề, học văn hóa, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, học viên sẽ có thể thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Năm nay thì nhà trường có xin tăng chỉ tiêu tuyển sinh bởi vì cái nhu cầu về thợ của ngành trung cấp ở cái vùng này nó khá là đông.
Cái vùng này thì mới mở một số cái khu công nghiệp, thì cái nhu cầu về công nhân hệ trung cấp cần nhiều, cho nên là nhà trường cố gắng mở cái chỉ tiêu tuyển sinh này để giúp cho các em có được cái một cái có thêm chọn lựa để trong tương lai các em có những cái cơ hội để tìm việc làm nó dễ hơn. Với định hướng phân luồng sau trung học cơ sở đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp để đảm bảo cơ hội được học tập của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm 2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh lên 1.125 chỉ tiêu trung cấp, tăng hơn 100 chỉ tiêu so với năm 2022. Với 14 ngành đào tạo, thị trường lao động đang cần như điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, công nghệ ô tô, cơ điện tử, hàn, cắt gọt kim loại, hàn. Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh, ngay từ đầu tháng 3, nhà trường đã tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, cũng như phối hợp tổ chức buổi trải nghiệm nghề nghiệp cùng các học sinh một số trường trung học cơ sở. Trong các buổi tư vấn trải nghiệm tại nhà trường, các thầy cô giáo của nhà trường đã giới thiệu các ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường và cơ hội việc làm của các em sau khi học xong chương trình đào tạo nghề. Ngoài miễn học phí, 100% cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nhà trường cũng có nhiều chính sách thiết thực để thu hút học viên như hỗ trợ học bổng, trao cơ hội tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, cũng như tạo điều kiện về việc làm sau khi tốt nghiệp. 3 năm gần đây thì cái chính sách mà phân luồng đối với học sinh học tốt nghiệp mà trung học cơ sở vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà học thì đã có những cái chuyển biến là tích cực. Đó thì bằng những cái số lượng học sinh sinh viên học sinh mà sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký học thì càng ngày càng tăng. Những năm gần đây thì chúng tôi luôn luôn đạt chỉ tiêu. Do thứ nhất là điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ thầy cô và đặc biệt là chúng tôi quan tâm hơn là đào tạo phối hợp với doanh nghiệp. Thì sau khi mà tốt nghiệp xong, các em được giải quyết việc làm. Với hệ đào tạo trung cấp, đối tượng học sinh chọn lọc khá đa dạng. Phần lớn là do không đủ điểm vào các trường trung học phổ thông công lập và không có đủ điều kiện để theo học tại các trường trung học phổ thông tư thục. Một số học sinh đã có định hướng học nghề từ khi còn đang học trung học cơ sở. Hệ thống trường nghề phân bố tương đối đều ở các khu vực trong tỉnh. Đa dạng ngành nghề và hình thức đào tạo là thuận lợi lớn cho những học sinh quyết định chọn học nghề sau trung học cơ sở. Ngay khi nộp hồ sơ xét tuyển, nếu đạt điều kiện, thí sinh sẽ được nhận ngay giấy báo trúng tuyển. Thí sinh chỉ cần đợi đến khi làm thủ tục nhập học và đợi lịch học. Dự kiến các trường sẽ sớm hoàn thành công tác tuyển sinh hệ trung cấp và cho học sinh làm thủ tục nhập học trong nửa đầu tháng 8.